mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta có thể cài đặt cái thắc mắc và cái tiếp cận bằng công tắc trên điện thoại nha. Thì giúp chúng ta chơi game nó ok hơn rất là nhiều. Rồi thì cái một em kia mình làm về cái thắc mắc và tiếp cận công tắc lại, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ em lại nha. Mình cũng có làm khá nhiều video về tiếp cận bằng công tắc nè, rồi thắc mắc nè, rồi độ nhạy rồi đó, em có thể xem lại những video cũ, chúng ta có thể áp dụng được tất cả các OB luôn chứ không phải là OB 43 không nha. Đó rồi, ok, bây giờ anh em sẽ vào cửa hàng Google Play nè. Anh em xài điện thoại Android thì chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play và anh em tìm đến cái ứng dụng có tên là tiếp cận bằng công tắc hoặc là hỗ trợ tiếp cận đó. Thì anh em thấy nó có cái phần là bộ hỗ trợ tiếp cận của Android nè, anh em bấm vào. Rồi anh em bấm vào á thì anh em sẽ cập nhật cái ứng dụng này lên nha. Mình đã cập nhật rồi, anh em nào mà chưa cập nhật thì chúng ta sẽ cập nhật cái bộ hỗ trợ tiếp cận này lên nha. Rồi và sau khi mà cập nhật xong á thì chúng ta sẽ vào cái cài đặt trên máy nè. Rồi anh em có thể bấm chỗ tìm kiếm cài đặt, em bấm hỗ trợ tiếp cận, đây hỗ trợ tiếp cận nha, bấm vào. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tinh chỉnh một số trong đây, ví dụ như mình kéo về một thể chất nè. Đó, anh em thấy cái phần là tiếp cận bằng công tắc không, mình sẽ làm tiếp cận tắt trước nè, bấm vào đây, anh em bấm vào tiếp cận công tắc nha. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào một cài đặt, rồi chúng ta sẽ bấm vào một cài đặt nè. Rồi ở đây nó sẽ có chú ý, anh em chú ý cho mình cái phần là gán công tắc cho các phím tắt. Ở đây là cái macro đó nè, đây mình sẽ tắt cái khóa màn hình nha, rồi bấm gán công tắc cho các phím tắt, rồi anh em bấm phím tắt mới, rồi chúng ta sẽ xoay ngang cái màn hình lại. Vị trí nút bấm nằm đâu thì chúng ta sẽ nhớ vị trí ở đó để cài ở đó. Ví dụ như vị trí nút bấm mình là mình đo là khoảng một gang mình một ngón cái như thế này nè, đó thì mình vị trí nút bấm mình đây thì mình sẽ vuốt lên đó, mình sẽ nhắm cái vị trí nút bấm mình sẽ vuốt lên như thế này đó. Đó, anh em nhớ nha, vị trí nút bấm anh em cài ở đâu thì trong game thì chúng ta nhớ ở chỗ đó chúng ta kéo lên nha. Ở trên iPhone nó cũng có nữa nha, ở trên iPhone thì anh em kéo là nó sẽ thấy cái đường để chúng ta kéo luôn, còn trên Android thì nó không có hiện đường nha. Rồi còn cái nút di chuyển thì chúng ta có thể kéo lên như thế này cũng ổn định được những cái phần đó. Rồi tâm ngắm ở giữa, anh em thấy là hiện tại là 44 cử chỉ được đã ghi lại gì đó. Rồi ok, mình sẽ đo lại nha. Đó rồi mình sẽ để 50 cử chỉ nha. Rồi chúng ta bấm vào để chúng ta lưu lại cái macro, đây là cái macro trên Android nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kêu lưu chữ F đi. Rồi ok, chúng ta bấm lưu. Đó thì sau khi lưu lại thì chúng ta thấy cái macro của chúng ta đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay ra, mình sẽ khóa màn hình lại nha. Rồi như là gì là macro đã làm xong, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống anh em tìm đến cái phần là tự động quét cho mình. Đó thì tự động quét anh em chỉnh giúp mình nè, thời gian tự động quét 0.25 giây, độ trễ trên mục tiêu đầu tiên là 0.80 giây, 0.8 đó, số lần quét là 10.000 dòng, đây những thông số như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay ra phương pháp quét anh em để mặc định quét điểm, anh em bật lên giúp mình. Rồi tốc độ dòng đây thì nó sẽ lấy qua cái phần tự động quét hồi nãy qua đó, những thông số như thế này. Còn không áp dụng được thì anh em chỉnh theo giúp mình. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua các lần nhấn liên tiếp nè, bỏ qua các lần nhấn lặp lại, anh em để cho mình là 0.5, đây 0.5. rồi ok, chúng ta đến với cái phần là chế độ cài đặt của nhà phát triển, chúng ta sẽ bấm phần mục này. Rồi mức độ ga nhật ký thì anh em non giúp mình không có nước mức độ ga nhật ký nha. Rồi ok, như thế là xong rồi đó em. Cái tiếp cận tác chỉnh khá là dễ, những thông số sau á mình sẽ cập nhật thêm cho anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay qua cái mục thị giác trong cái bộ hồ cho tiếp cận nè. Anh em bấm mùa một thắc mắc nha, đây chúng ta sẽ có phần thắc mắc tại đây ha, phần ta bấm vào. Rồi anh em sẽ bật cái dấu chìm thắc mắc này lên nè, anh thấy dấu chìm thắc mắc không, chúng ta sẽ bật nó lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần cài đặt. Rồi chúng ta sẽ kéo đến cái phần là tùy chỉnh cử chỉ nè, đây tùy chỉnh cử chỉ. Rồi anh em có thể tùy chỉnh là một ngón hai ngón, ở đây mình sẽ mình tùy chỉnh cử chỉ của mình là chạm và giữ thôi, kiểu như là chạm và vuốt đó, kéo và vuốt đây. Anh em chỉnh giúp mình nha. Rồi cử chỉ tiến lùi một bước, chạm và giữ, tay của mình là để chạm và giữ thôi. Đó, anh em có thể bấm vào đây nè, chúng ta có thể chọn chạm và giữ như mình nha. Rồi đó, vuốt lên từ trái sang phải, có thể chạm và giữ luôn cũng được nè, chạm và giữ hết cho mình nè. Đây đó, chọn chạm và giữ hết. Rồi tổng quan đó, những cái phần này anh em có thể chỉnh chạm và giữ giúp mình. Đây tổng quan, chạm và giữ, vuốt, rồi vuốt thông báo gì đó, chạm và giữ. Cái này có hai ngón nữa nè anh em, đây hai ngón tay nè. Rồi, ok, hai ngón tay cho anh em là chơi hai ngón. Rồi
chạm và giữ nè, rồi ok chạm và giữ mà còn tiêu chạm và giữ đó, rồi ba ngón cho anh em là ba ngón luôn nè, đó ba ngón bốn ngón ở đây luôn. Rồi mình thấy phương pháp chạm và giữ rất ok nha, đó cho anh em nào kéo tâm bút tâm rồi đó, rồi nó cũng hỗ trợ cũng ok. Rồi tùy chỉnh trình đơn, tùy chỉnh đơn thắc mắc, còn mấy cái này để đi nè, bình thường không có gì. Rồi ok, cài đặt nâng cao, cài đặt nâng cao này không thấy gì, độ trễ thao tác chạm và giữ khi nhập chúng ta có thể để mặc định là 0.5 nha, anh em để cho mình là 0.5 giây nha, độ trễ của thao tác chạm và giữ khi nhập á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào anh em vào phần chế độ cho nhà phát triển nè, bấm vào. Rồi mức độ nghe của nhật ký bấm vào anh em non giúp mình. Rồi anh em bấm bỏ phần là lọc ghi sự kiện hỗ trợ tiếp cận ở đây, đây bấm vào dưới. Rồi anh em thấy cái chữ mà em thấy cái chữ tốt không, cái chữ tốt này nè, những cái chữ thay tốt nè, chúng ta bật lên với mình nha, có chữ nào mà thay tốt như thế này kích hoạt lên với mình, đây chạm mà kích hoạt lên đó, mấy cái này là kích hoạt lên hết như này đấy, đây kích hoạt lên. Rồi thay view list kích hoạt lên rồi đó, rồi còn cái nào nữa không, thay view long list nè kích hoạt cái này lên. Rồi rồi đó, như vậy là chúng ta sẽ cài được cái phần thiết bị rồi đó nè. Đối với anh em nào đang sử dụng điện thoại Xiaomi ấy, thì chúng ta sẽ vào cái phần là bảo mật nè, ứng dụng bảo mật đó, security ấy, anh em sẽ vào cái phần là game turbo ha, anh em cho những cái điện thoại mà chúng ta có thể chơi game bằng thì giúp chúng ta tăng độ nhạy á, đây bật định lên nè, rồi qua bổ sung nè anh em thấy cái phần phản hồi trượt không, đây là cái macro của game nó ứng dụng hỗ trợ cho chơi game này nè, đó ví dụ như anh em chơi phim mắt phim thường thì cũng có ha, anh em có hai dòng thì bật hai dòng giúp mình, ví dụ như nó để mức này thì chúng ta sẽ kéo lên maximum giúp mình đó. Rồi nó cho chọn những chế độ như chế độ chuyên nghiệp nè, cổ điển rồi nè ha, mình sẽ bấm tùy chỉnh nha. Rồi khu vực không tiếp xúc thì mình để không ha, mình không có để là cái này, nếu mà anh em bể nhỏ cái này là bấm không ăn nè, cảm ứng nó không nhảy thôi, chúng ta bật không đi. Rồi ok, thế này là chúng ta vào game là chúng ta chiến rất là mượt, anh em bấm bộ phần cài đặt nè, chế độ hiệu suất anh em tắt cái phần là tối ưu hiệu suất cho mình nha, cái phần này là cái phần giúp cho máy nó nguội nó mát, nhưng mà nó sẽ làm giảm cái hiệu năng của máy này, tránh quá nhiệt của các vấn đề liên quan phần cứng, anh em nghe là biết nha, nếu mà bật lên thì nó sẽ hạ xung nhịp của máy xuống đó, chúng ta tắt nó đi để ta chơi game nó được mượt hơn. Và mình cũng có một cái video chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể gỡ được những cái ứng dụng hệ thống dôi sơ gì đó, thì anh em có thể xem lại cái video cũ ở trong kênh của mình đó. Không cần rút luôn đó, anh em thấy hay đừng quên cho mình một like đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.